hướng dẫn chơi chắn sân đỉnh từ A đến Z cho ngày mới. Truy cập chắn sân đỉnh bằng cách vào đường dẫn sân đỉnh.com. Nhìn xuống mục chắn sân đỉnh, ấn nút chơi ngay. Nếu trang báo lỗi, hãy làm theo hướng dẫn. Nếu đã có tài khoản, điền thông tin đăng nhập của bạn tại đây. Nếu chưa có tài khoản, hãy làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản. Hãy điền đầy đủ thông tin để bảo vệ tài khoản của chính mình. Cách 1. Chọn chơi ngay. Chọn bàn và bắt đầu cuộc chơi. Cách 2. Chọn các khu vực chơi mong muốn. Chọn bàn và bắt đầu cuộc chơi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.